Các ông trả lời câu hỏi của tôi này, hồi bé các ông có thích đi sở thú không? Trả lời đi, comment ở dưới đi. Đừng quan tâm đến cái này nó không liên quan gì. Cái này nó không liên quan gì đến cái vấn đề về sở thú cả, trả lời câu hỏi. Tôi nghĩ rằng ở đây chắc còn tầm 90% các bạn hồi bé ít nhiều cũng được bố mẹ hay là được ông bà đưa đi sở thú chơi đúng không? Đến ngắm những cái loài động vật như kiểu voi, như kiểu là sư tử, khỉ các thứ. Nhưng mà chắc là nếu ông làm chưa lấy vợ, chưa có con thì cũng phải lâu lắm rồi các ông không quay lại nhỉ. Khi mà chúng ta cuộc sống chúng ta ngày càng phát triển, chúng ta có nhiều cái cám dỗ hơn, nhiều cái áp lực hơn thì như tôi đây, rất lâu rồi tôi chưa đi sở thú. Mà chúng ta chỉ có thể gặp một vài con vật quen thuộc, thí dụ như kiểu là con chó, con mèo chúng ta nuôi. Thì nhiều ông thì có thể gặp là con gà, con vịt, hải sản ở trên những cái mâm đồ ăn. Nhiều ông ác liệt hơn, có thể gặp cả chó lẫn mèo vào những ngày đầu hoặc cuối tháng ở trên bàn nhậu. Nhưng đã bao giờ các ông có một câu hỏi rằng là nước hoa nó có mùi hương của từng con động vật hay không? Và các perfumer, những người làm mùi thì họ sẽ làm thế nào để tái tạo lại mùi hương động vật hay không? Ngày hôm nay mình sẽ nói chuyện về nhà zoologist, và ở đây đó là Sivet, và chúng ta hãy cùng nhau tham quan, chúng ta cùng nhau tìm hiểu về mùi hương này như thế nào nhé. Zoologist là một trong những thương hiệu mình đánh giá là nó như một cái vườn thú ở trong nước hoa vậy. Và cái thương hiệu này thì được ông Victor Wong, ông ý thành lập vào năm 2013. Ông này thì rất là cởi mở luôn. Các bạn add Facebook, các bạn chém gió thoải mái, ông ấy rep comment lại, ông ấy rep chat inbox riêng lại luôn ấy, chứ không phải là kiểu chảnh chảnh như mấy ông khác đâu. Hay là kiểu thỉnh thoảng như Kilian tôi còn gửi ảnh để tôi còn được thả tim trước tôi khoe đấy. Nhưng mà ông này ông rep, ông trả lời như kiểu hai người bạn với nhau vậy. Rất là hay luôn, ông thử nhá. Và đến nay nhà Zoologist này đã có khoảng tầm hơn 30 mùi hương tái tạo lại mùi của những loài động vật ở trong thiên nhiên rồi. Và thực sự thì mình không được dịp trải nghiệm quá là nhiều và cũng chưa đủ trình để ngửi. Nhưng mà có một cái mà tôi muốn truyền tải với những người mới, với những bạn nào đang có nhu cầu tiếp cận cái nhà Zoologist này, đó là các bạn hãy thử những con động vật gần gũi với con người. Thí dụ như kiểu những cái con nhỏ nhỏ xinh xinh một tí, hoặc là như những con mà có cánh ấy, trừ gần rơi ra nhá, thì mình không nói những con chim chưa thứ, hay là những cái con mới, những con bò sữa, như kiểu là những cái con vẹt vườn con thứ, thì các bạn ngửi nó khá là ok. Còn những cái con mà các bạn gần như các bạn chưa gặp bao giờ ở ngoài đời, hay là kiểu những cái loại mà tuyệt chủng rồi ấy, các bạn nên cân nhắc thật kỹ. Tại vì mình nghĩ rằng là nếu như các bạn là lần đầu gửi những cái sản phẩm của nhà Zoologist mà các bạn chơi những cái con như kiểu T-Rex, hay là những cái con như kiểu Hydrat, hay là những cái con như kiểu tê giác dùng một thứ, thì mình nghĩ rằng là các bạn sẽ kiểu bị sang chấn tâm lý luôn, các bạn sẽ kiểu sợ luôn mà các bạn không bao giờ dám quay lại. Và chúng ta về với nhân vật chính trong ngày hôm nay, đó chính là Civet. Civet thì dịch ra là cầy hương. Và Civet thì ở người Việt chúng ta hay gọi là nó có họ hàng với loại chồn. Và trước khi đi vào mùi hương của em nó thì chúng ta phải tìm hiểu về cái loài động vật này. Tại vì cái nhà Zoologist này nó là mùi hương theo cái tập tính, theo cái môi trường sống của từng con vật. Thế nên là các bạn phải nghe qua một chút về sinh vật học, động vật học thì các bạn mới hiểu được là mùi hương này nó hay ho như nào. Còn nếu mà các bạn chỉ có mua không thôi thì các bạn sẽ không thể nào thấy hết được cái nét hay mà các perfumer làm mùi của nhà Zoologist này truyền tải vào đấy. Và đấy cũng là cái điều mà mình thấy là những nhà nước hoa nít và indie, những cái sản phẩm của họ làm ra ấy, họ đều có những câu chuyện riêng ở đằng sau mà chúng ta nên tìm hiểu. Mình sẽ gọi con này là con chồn cho nó dễ nhá, chứ cầy hương những thứ nhiều ông không hiểu. Thì cái loài chồn nó có một cái tập tính sống rất là lạ, đó là môi trường ở của nó rất là sạch sẽ, nó không thích những cái nơi hôi thối, những cái nơi ẩm thấp đâu. Đấy là một cái điều rất là lạ, tại vì nếu ông nào mà không tìm hiểu qua con này thì các ông sẽ nghĩ rằng là cái loài chồn này thì chắc là nó hôi hôi bẩn bẩn bẩn, tại vì ở trong nước hoa thì nó ngửi khá là khó ngửi. Nhưng không, tập tính sống của nó thì hoàn toàn ngược lại. Và con này ấy, nếu như ông nào có nhu cầu mua về nuôi mà không bị cấm ấy, thì các ông cũng hoàn toàn thoải mái, tại vì nó rất là sạch, nó đi vệ sinh rất đúng chỗ. Và đó cũng là cái lý do nó có cái câu chuyện là cà phê chồn. Tại vì là cái loài chồn này nó rất thích ăn hạt cà phê, và sau khi nó ăn cái hạt cà phê đấy thì cái hạt cà phê này nó vào dạ dày, nó có một chất enzyme gì đó nào nó giải phóng ra một cái chất đặc biệt ở làm tác động với cà phê, và sau đó nó sẽ
đi vệ sinh rất đúng chỗ để ra cái cà phê chồn, và người ta thu hoạch nó rất là tiện. Đấy cũng là cái điều mà người ta chọn chồn để làm cà phê. Và cái mùi hương này ấy, thì khi mà mình ngửi ấy, mình thấy rằng là nó làm đúng với cái tập tính, với cái môi trường sống, chứ nó không phải là cái mùi hôi thối. Đấy. Ở trong nước hoa thì civet này, theo như những cái tài liệu mà mình đọc, nó là cái chất dịch ở cái phần quanh hậu môn của con chồn. Và cái này để thu hoạch ấy, thì người ta phải nạo, dùng những cái đồ vật đặc biệt để nạo ra, và khi quá trình nạo này nó rất là đau. Và cái mùi hương này ấy, thì khi các bạn ngửi nó rất là nồng, gắt, rất là khó chịu, sốc. Cái thứ hai đó là cái mùi này ấy, nó là mùi lông, mùi kiểu mồ hôi của những loài động vật. Nó rất là khó ngửi, nhưng mà ở trong civet này của Zoologist thì nó lại là một cái câu chuyện khác. Mùi hương của civet khi mà vừa chạm lên da mình, hay là các bạn vừa mới xịt ra thôi, các bạn nhận thấy một cái tổ hợp mùi chua này, cay, tạo ra cái cảm giác kiểu mùi khá là ấm, nóng và có một cái nét xanh. Và thêm một cái điều nữa là mùi hương đấy các bạn ngửi nó khá là cổ điển, người ta hay dùng gọi là từ già đấy. Và đây mình sẽ nói về cái nét chua nhé. Cái nét chua này nó sẽ xuyên suốt gần như từ đầu tới cuối. Và nét chua ở đây nó không phải là cái nét chua gắt đến từ những cái quả chanh hay là những cái quả mà có tạo ra cái vị chua, mà đây nó có cảm giác kiểu đến từ một cái loại gia vị kiểu hơi kiểu Trung Quốc gì đó. Và ở đây cái nét chua ấm ở đây nó tạo ra một cái vai mùi khá là gắt mũi và rất là lạ ban đầu. Nhưng mà ấy, có một cái điều ấy, đó là khi mà mùi hương này các bạn xịt lên da, lúc đầu các bạn thấy gắt nhá, nhưng mà các bạn càng ngửi nó lại càng rất là cuốn mũi. Và thêm cái nét ở đây nữa, đó là cái nét xanh. Cái nét xanh của civet ấy, nó không phải là cái nét xanh gì hay là cái nét xanh đắng đến từ những cái loại thảo mộc, mà đây nó như kiểu là cái cảm giác mà có một cái luồng không khí, nó một cái làn gió nó đưa cái không khí từ trong một cánh rừng kiểu các bạn đứng đó xa xa mà các bạn ngửi thấy vậy. Nó như kiểu là các bạn, hay là các bạn đi qua một cái tuyến phố mà nó nhiều cây xanh, tự nhiên có một cái làn gió sáng sớm tinh mơ nó thổi vào mũi của bạn ấy. Thì cái nét xanh ở đây nó cũng xuất hiện theo một cái hình thái như thế. Và có một cái điều ấy, đó là cái sự blend mùi này thực sự nó rất là mượt mà nếu như bạn không là người trải nghiệm nhiều thì các bạn thấy là các bạn sẽ không thể nào phân biệt được những cái khía cạnh trong chai nước hoa này. Các bạn chỉ đơn giản là thấy là một cái mùi chua ấm và khá là giả thôi. Và cái sự biến chuyển của chai nước hoa này nó cũng khá là phức tạp. Thực sự nếu mà để nói thì từng cái giai đoạn mà mình trải qua ấy, thì chắc là hơi lâu. Thật sự là như vậy, nó biến chuyển khá là nhiều. Nhưng mà cái sự biến chuyển nó không quá là rõ rệt, nhưng mà nó lại rất là mượt mà. Và đó cũng là cái hay riêng của những nhà nước hoa niche và những nhà nước hoa indie. Và thực sự để miêu tả với các bạn nó khó vô cùng luôn. Các bạn cứ để ý những cái video mình review những cái nhà niche và indie, mình phải cắt rất là nhiều, tại vì mình phải chọn lọc những cái từ cũng như là làm sao để các bạn có thể dễ dàng hình dung nhất. Thế nên ấy, để mà dễ hình dung ấy, thì mình sẽ đưa ra một cái hình ảnh như thế này. Đó là mùi hương của civet, cái top note của cái mở đầu của civet ấy, nó như kiểu là các bạn đang cần tìm cho mình một cái bộ suit cổ điển để đi vào những cái dịp sang trọng, lịch sự. Và các bạn đi ra một cái cửa hàng, sau đó thì các bạn vô tình thấy một cái màu nó rất là phù hợp, đúng gu của bạn, cái thiết kế nó cũng rất hợp lý, nhưng mà khi bạn thử thì nó vô tình là nó không fit, nó không vừa với bạn, nó không có size. Ở đây là đồ may đo kiểu may sẵn. Và cái top note này, ban đầu thì nó có phần khá là thô, nó chưa có sự mượt mà nó cần một cái thời gian ở trên da. Và dần dần khi mà dry down, cái nét chua của gia vị ấm ban đầu nó sẽ nhẹ dần này, cái nét xanh nó sẽ dịu bớt và các bạn thấy cái nét ngọt. Cái nét ngọt ở đây thực sự là để mà dễ hình dung thì nó là một cái là tổ hợp giữa một cái mùi ngọt của huệ, một chút nhựa và một chút hơi khói của cà phê nữa. Đấy là những cái mình ngửi được, nhưng mình tin là sẽ có không nhiều người ngửi được như vậy. Ở đây thì mình thấy là có cả vanilla, nhưng mà thực sự để mà đoán được cụ thể nhưng mà còn là vanilla hay không, hay là kiểu mọi người đoán được da huệ hay không, hay là mọi người đoán được da nhựa hay không, thì nó rất là khó. Và cái nét ngọt khi mà dry down này nó làm cho cái mùi hương có một cái sự đối nghịch, như kiểu là ban đầu các bạn ngửi các bạn thấy là nó già vãi, nó cổ điển vãi, nó không phù hợp với mình, nhưng mà khi cái nét ngọt nó lên nó lại tạo ra một cái suy nghĩ rằng là
có vẻ hình như mình chưa trải nghiệm đủ, và mình thấy rằng là mùi hương nó bắt đầu trẻ lại. Thì có một cái cụm từ mình dùng cho cái mùi của Civet ban đầu, đó là một cái mùi hương khó đoán, bí ẩn và có phần tinh quái và hơi kiểu nghịch ngợm nữa. Nó cần nhiều thời gian để các bạn trải nghiệm, cũng như là những cái sản phẩm indie và những cái sản phẩm niche vậy. Nó không phải là kiểu top note nó sẽ ăn tiền ngay, mà các bạn cần cái trải nghiệm về sau thì các bạn mới thấy rằng là nó có những cái sự hấp dẫn rất là riêng. Và đó cũng là cái lý do mà nhiều ông đi chơi designer một thời gian rồi, các ông qua niche qua indie một phát, các ông kiểu các ông ngửi lại mấy con designer, các bạn thấy là ủi mùi chán vãi, nhạt nhòa vãi. Và để các bạn dễ hình dung hơn mùi hương này nó mang tới một cái phong cách như thế nào, thì các bạn hãy nghĩ tới nhân vật Loki ở trong Marvel do Thom đóng ấy, thủ vai ấy. Thì các bạn nhìn thấy nhá, lúc nào Thom cũng xuất hiện với một cái hình ảnh rất là lịch thiệp, kiểu có một cái gia thế rất là khủng, hoàng tộc kiểu như thế. Kể cả những cái phim khác mà Thom đóng thôi, các bạn thấy là cái hình ảnh, cái kiểu thời trang của Thom, kể cả ở ngoài đời ấy, nó cũng rất là kiểu đơn giản nhưng mà nó rất là lịch thiệp, nó rất là sang trọng. Nhưng có một cái điều ấy, đó là mình không biết là do cái cảm giác của mình nhá, là mình xem Loki ở trong Marvel hay là một vài cái phim mà Thom đóng, thì cái khuôn mặt cũng như là cái mà cả bộ phim mang tới cho mình thì nó là cái hình ảnh luôn luôn một người đàn ông rất là bí ẩn. Và mình nghĩ rằng là đây không phải là một người dễ đoán, và chắc chắn rằng là anh ta có một cái gì đấy rất là tinh quái và kiểu hơi đều đều ấy. Đấy là cái cảm nhận của mình. Và mỗi khi mình nhìn mặt Thom, mặc dù mình có xem một vài cái show thực tế thì anh ta lại rất là lịch lãm, rất là quý ông, nhưng mà không hiểu sao lên những cái bộ phim hoặc là kiểu anh ta phù hợp với cái vai như thế, thì cái mùi hương của Civet này nó cũng y hệt như vậy. Cái điều này nó được thể hiện qua cái hình ảnh của con cầy hương ở cái phần chai này. Đó, con cầy hương ở đây nó mặc một cái chiếc áo vest, một cái áo sơ mi ở trong và quàng như kiểu một cái chiếc khăn vậy, trông rất là lịch lãm. Nhưng mà các bạn có thấy là nó có một cái sự trái nghịch không? Nó cảm giác nó không phù hợp cho lắm ấy, cảm giác nó cứ kiểu đều đều, nó cứ kiểu thế nào ấy. Các ông, tôi không biết dùng cái từ đấy, nó như kiểu là nó đang đi kiểu đa cấp đi lừa đảo ấy, kiểu như vậy. Về cái độ bám tỏa của Civet Zoologist ấy, thì nó lại không như những cái con vật to của nhà này. Khi mà lưu trên da mình nó chỉ khoảng tầm 7 đến 8 giờ và độ tỏa hương tầm nửa cánh tay quay đầu thôi. Và cái độ tỏa hương này nó không phải là một cái mùi khiến bạn nổi bật giữa đám đông, nó không phải là kiểu mùi như vậy. Nhưng mà nó cũng không phải là các bạn không ngửi thấy gì cả. Nó ở đó, và khi các bạn hoạt động này, nhiệt độ cơ thể nóng lên hoặc là vô tình có một làn gió nào, hay là các bạn chuyển động cái tay qua, thì các bạn sẽ nhận thấy cái sự có mặt của Civet, của Zoologist. Và những anh chàng nào mà theo đuổi cái phong cách kiểu cổ điển, lịch lãm, kiểu quý ông, kiểu của Loki, kiểu của Thom, thì các bạn sẽ thấy rằng là cái mùi hương này nó rất là phù hợp với cái vai như vậy. Nó không phải là một cái vai mà khiến chúng ta chú ý ngay đến lần đầu, mà chúng ta lại thấy là không, anh chàng này chắc chắn có một cái gì đấy nó rất là bí ẩn và nó không hề dễ đoán, và luôn luôn khiến người khác có một cái sự tò mò và muốn tiếp cận. Chỉ đơn giản là các bạn ngồi ở trong một cái góc của một quầy bar, nơi các bạn có thể quan sát tất cả mọi thứ. Các bạn mặc bộ suit đen, các bạn uống rượu một mình, đơn giản là để một chai rượu trên bàn, các bạn uống không đá, các bạn ngồi trầm tư, thì tự nhiên những cái người phụ nữ khác ấy, người ta đi đến ấy, người ta nhìn, người ta cũng rất là tò mò, không biết bạn là người như nào, bạn là chủ quán hay là bạn đơn giản là một anh chàng kiểu đang sầu đời, hay là đơn giản đây là một cái thói quen của bạn. Và khi người ta tiếp cận với bạn, người ta nhận thấy mùi hương của bạn và người ta càng muốn khám phá bạn hơn, thì đấy là những cái điều mà Civet mang tới. Và cái mùi hương này nó chắc là sử dụng tốt ở trong cái nhiệt độ tầm dưới 30 độ, tầm 20 cho đến 30 độ. Nó là cái thời điểm đẹp nhất để xịt cái mùi hương này. Nóng hơn thì có vẻ không ổn, tại vì dù gì đây vẫn là một cái vai mùi kiểu mình ngửi ra cái kiểu gia vị cay xong rồi ngọt về sau. Nhưng mà để mà mùa đông hẳn thì nó cũng không hẳn là một cái mùi hương đủ đô. Là dưới tầm 20 đến 30 độ mình nghĩ là mùa xuân thu, hoặc là nếu như có mùa hè thì bạn nên ngồi trong điều hòa, bạn đến những cái quán rượu nó có điều hòa, còn đừng cái kiểu open kiểu ở ngoài trời thì có vẻ không ổn cho lắm. Tôi rất thắc mắc khi mà xịt cái mùi hương này, đó là tôi không biết rằng là Civet và Loki có liên quan gì đến nhau không.
Nhưng mà thực sự khi mà ngửi cái mùi hương này, mình có cảm giác nó sinh ra là để dành cho nhau ấy. Và nếu như để diễn tả Loki hay diễn tả Sivet thì chỉ có hai cái này là phù hợp nhất với nhau thôi. Và không biết rằng là các bạn đã từng xịt qua Sivet của Zoologist chưa? Thì các bạn hãy chia sẻ cảm nhận ở phía dưới, nó có giống mình hay không, hay là các bạn có một cái cảm nhận hoàn toàn trái ngược. Tại vì mình cũng có xem qua một vài cái bài review về chai nước hoa này, nhưng mà mình thấy là nó khá là khác so với những cái gì mà mình cảm nhận. Nên là mình rất muốn lắng nghe, tại vì đây cũng là lần đầu mình review những cái sản phẩm đến từ những cái nhà indie như thế này. Và nếu như các bạn muốn mình làm thêm, chia sẻ thêm cảm nhận cá nhân của mình về những cái con vật nào của nhà Zoologist nữa thì các bạn hãy bình luận ở bên dưới, và đừng quên like, share, ấn nút chuông theo dõi nếu như đây là lần đầu bạn xem video của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.